丑，活得久，长得帅，老得快，我宁愿当一个丑八怪，积极又可爱。长得丑，活得久，长得胖，日子旺，我宁愿做一个平凡的人陪在你身旁，我宁愿做一个平凡的人陪在你身旁。Xin chào các bạn, mình là Tuấn Đạt và rất vui khi các bạn đã ghé thăm kênh YouTube của mình. Có rất nhiều các bạn hỏi mình là cách mình tạo kiểu tóc mới này như thế nào. Hôm nay chúng ta sẽ giải đáp câu hỏi triệu đô đấy. Chính là kiểu tóc curtain, middle part, side part vuốt rủ, kiểu tóc đan trường, vân vân và vân vân, tùy theo cách gọi của các bạn. Thế nên chủ đề của video hôm nay sẽ là lý do vì sao các bạn không thể nào để được một kiểu tóc curtain đẹp. Và xen lẫn vào đấy là video mà mình tạo kiểu tóc cho chính mình. Vào video thôi. Lý do đầu tiên khiến cho các bạn không thể nào để được một kiểu đầu curtain đẹp nhất, đó chính là độ dài mái tóc của bạn chưa đến. Độ dài lý tưởng để có thể để được một kiểu tóc curtain đẹp nhất, đó chính là ngắn nhất là tóc các bạn chạm đến lông mày. Dài nhất thì tóc các bạn phải chạm đến cằm. Đây chính là độ dài lý tưởng để kiểu tóc curtain đẹp một cách xuất sắc, đẹp nhất có thể của nó luôn. Nếu tóc các bạn mà trên lông mày thì tóc sẽ không rõ nếp và nhìn như kiểu đầu chôm chôm ấy. Còn nếu dài qua cằm thì tóc lúc đấy sẽ rất là nặng và thì nó không thể nào duy trì độ phồng, độ volume cho bạn suốt cả một ngày dài. Trừ khi các bạn đẹp dai như anh trong ảnh này thì các bạn để gì cũng đẹp thôi. Điều thứ hai, đó chính là phần tóc hai bên với cả phần sau gáy. Mái tóc curtain hoặc là middle part này sẽ rất là đẹp nếu như các bạn nuôi dài phần hai bên với cả phần đằng sau gáy. Tầm từ 1 đến 2 tháng hoặc là từ 3 đến 4 tháng, lúc đấy là đẹp nhất. Cảnh báo là các bạn không được cắt trắng hai bên với cả phần sau gáy đâu nhá. Bởi vì sự tương phản quá cao từ độ dài của tóc đến độ trắng của phần hai bên với cả phần sau gáy thì nhìn nó cứ kịch cỡ buồn cười như thế nào ấy. Thế nên lời khuyên là hãy nuôi một tí tóc ở phần hai bên và phần sau gáy nhá, cực kỳ hữu dụng đấy. Điều thứ ba, đó chính là lựa chọn sản phẩm tạo kiểu tóc. Theo mình thì các bạn nên lựa chọn những sản phẩm tạo kiểu tóc để khiến cho mái tóc curtain hoặc là middle part của các bạn tự nhiên nhất có thể. Các bạn không nên dùng clay mà hãy chuyển sang dùng những loại như kiểu là paste, putty, cream hoặc thậm chí là pomade, nhưng mà chỉ với một lượng nhỏ thôi, một đốt ngón tay thôi, chứ không nên dùng theo cách truyền thống như kiểu dùng 3-4 đốt ngón tay. Mặc dù các bạn không đọng lại gì sau khi xem video của mình, nhưng mà mình khuyên các bạn hãy nhớ được hai từ này thôi, đó chính là tự nhiên. Các bạn chỉ có 5 phút apply sản phẩm tạo kiểu tóc lên đầu, sấy tóc và đi ra ngoài đường thôi. Không nên dành quá nhiều thời gian tạo kiểu tóc, bởi vì con gái cực ghét con trai mà dành nhiều thời gian chuẩn bị lâu hơn cả bọn họ. Thế nên các bạn hãy chú ý đến điều đấy nhá. Điều thứ tư các bạn cần lưu ý, đó chính là gương mặt của các bạn có phù hợp hay không. Cái xương hàm của bạn mà rõ thì sẽ là một lợi thế, bởi vì kiểu tóc curtain middle part này trông khá là nữ tính. Thế nên chúng ta cần một cái gì đó nam tính để có thể cân bằng cái sự nữ tính đó lại. Tiếp theo, trán rộng sẽ là một nhược điểm, bởi vì kiểu tóc curtain này sẽ lộ hết tất cả các nhược điểm ấy ra, cái trán sân bay của bạn. Ví dụ như là ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân, anh ta có để kiểu curtain middle part, thế nên anh ta lộ nhược điểm trán cao và rộng. Nhưng khi anh ý chuyển qua để kiểu đầu layer thì nhìn khuôn mặt của anh ý trông rất là cân đối, thì nó vô cùng phù hợp với gương mặt của ca sĩ này. Điều thứ ba mà các bạn cần lưu ý, đó chính là mật độ của tóc. Tuy nhiên kiểu tóc này không phù hợp với những bạn mà có mật độ chân tóc rất là thưa, bởi vì sẽ lộ ra đầu ở giữa này. Thì khi các bạn để kiểu tóc này thì nhìn tóc càng thưa hơn. Thế nên kiểu tóc này phù hợp nhất với những bạn mà mật độ tóc nhiều cộng với tóc dày hoặc là tóc mỏng. Quan trọng nhất là mật độ trên tóc. Lý do mà các bạn không thể nào để được kiểu tóc curtain middle part này đẹp nhất có thể là vì các bạn xấu dai. Đơn giản vậy thôi. Khi mà các bạn đẹp dai thì để kiểu đầu cua cũng đẹp. Điều thứ 5, đó chính là mình sẽ
cho các bạn thấy cách tạo kiểu tóc curtain, mirror part, side part, Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, nhiều tên gọi. Những gì mình biết về kiểu tóc curtain hoặc là middle part, có thể là nó sẽ phù hợp với mình nhưng mà chưa chắc nó đã phù hợp với các bạn. À, các bạn đừng dùng xịt gôm để giữ nếp tóc nhé, bởi vì mái tóc này là phải. Đúng rồi, tự nhiên. Tự nhiên là điều quan trọng nhất. Thậm chí nếu mà có gió thổi qua thì tóc các bạn càng đẹp, càng bay bổng. Và đó là video của tháng này. Hãy cho mình một nút like nếu như các bạn học một điều gì mới, hoặc là các bạn đồng tình với 6 điều ở trên. Mình là Tuấn Đạt và hẹn gặp lại các bạn ở 2 tháng tiếp theo.